cây giỏ Thủ Đức mới nha anh em. Mong anh em xem kênh ủng hộ mình nha. Rồi cây thứ nhất, chiều cao em nó được 70, tới ngang 42, quỳnh 12, quỳnh cũ được 25 anh em ơi. Rồi quay đây nè, quay đây nè. Cây số 1 này mình giao lưu với anh em với giá là 700 ngàn anh em ơi. Cây số 1 700 nha anh em. Tiếp tục cây số 2 nha anh em. Chiều cao của em nó là 70, tán ngang là 45, quỳnh là 13, quỳnh cũ đặt là 27. Cây này cũng giao lưu với anh em với giá là 700 ngàn thôi nha anh em. Là mã số 3 nha anh em. Chiều cao bình quân của em nó là 67, quỳnh thân cây thứ nhất được là 11, quỳnh thân cây thứ hai được là 11 luôn. Hai cây này có củ nở giống hình thú, còn cây này giống chân lư. Quay nữa đây nè, quay vòng luôn nè. Mã số 3 này một cặp này giao lưu với anh em giá là 700 ngàn nha anh em. Là một cặp nha anh em. Chiều cao bình quân của em nó là 70, quỳnh thân cây thứ nhất được là 13, quỳnh thân cây thứ hai này được là 12. Cặp này mình giao lưu với anh em với giá là 650 ngàn nha anh em. Mã số 5 vẫn là một cặp nha anh em. Chiều cao là 65, quỳnh thân cây thứ nhất được 9, quỳnh thân cây thứ hai được là 11. Mã số 5 này mình giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn em ơi, bảo xíu 200 cây. Tiếp tục mã số 6, chiều cao là 62, quỳnh thân cây thứ nhất được là 11, quỳnh thân cây thứ hai được là 10. Mã số 6 này giao lưu với anh em với giá là 550 ngàn em ơi. Tiếp tục là mã số 7 nha anh em. Mã số 7 là 3 cây nha anh em. Chiều cao bình quân của em nó được là 63, quỳnh thân bình quân được là 9, ba cây này mình mong muốn giao lưu với anh em với giá là 550 ngàn, bao ship 200 cây anh em ơi. Mong anh em ủng hộ mình. Anh em chiều cao của em nó là 55, quỳnh thân trung bình nó là 9, ba cái này mình vẫn giao lưu với anh em với giá là 550 ngàn nha anh em. Tiếp tục mã số 9 là 4 cây nha anh em. Chiều cao bình quân của em nó được là 52, quỳnh thân bình quân là được là 7. Để con hoàng mèo đó anh em ơi, bốn cái này mình mong muốn giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn anh em ơi. Số 10 nha anh em. Ở đó đây này nó hảo hảo đây này ơi. Chiều cao bình quân em nó được là 55 anh em ơi. Quỳnh thân bình quân được là 8 anh em ơi. Bốn cái này giao lưu với anh em với giá cũng 600 ngàn anh em ơi. Cây nó mỗi giá khác. Mã số 11 nha anh em, vẫn là 4 cây anh em ơi. Chiều cao bình quân là 60, quỳnh thân bình quân của em nó là 8,
Có cây lớn có nhỏ mình lấy bình quân đi. Bốn cây này mình giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn luôn anh em ơi. Tiếp tục mã số 12 nha anh em. Chiều cao của em nó được là 88 anh em ơi. Bán ngang là 50. Quỳnh thân tại vị trí này là 11. Chiều dài của con thú được là 16. Quay đây nè, quay đây nè. Rồi, cái 12 này giao lưu giá nhiêu thì ơi? Cái 12 này giao lưu với anh em với giá là 700 ngàn em ơi. Mã số 13 anh em ơi. Chiều cao của em nói được là 90. Tán ngang là 37. Quỳnh tại vị trí này là 14. Quỳnh cũ đặt tại vị trí này là 20. Cây này có ghế của mặn mèo lắm anh em ơi. Mã số 13 này giao lưu với anh em với giá là 750 ngàn em ơi. Mã số 14 anh em ơi. Chiều cao em nói được là 90. Tán ngang là 39. Quỳnh thân là 12. Quỳnh cũ là 22. Cái này hình thú nha anh em. Mã số 14 này giao lưu với anh em với giá là 750 ngàn em ơi. Bao ship 200 cây. Số 15 nha mấy anh em. Chiều cao của em nói là 90. Tán ngang là 40. Quỳnh thân là 11. Quỳnh cũ đặt là 20. Cây này cũng giống thú lắm nha anh em, có cái đuôi giỏ Thủ Đức không nha anh em. Cây này giao lưu với anh em cái giá là 600 ngàn em ơi, bao ship 200 cây. Mã số 16. Chiều cao của em nói được là 94. Bán ngang là 52. Cây này thằng điều đặt nha anh em. Rồi quay đây nè, quan trọng đây nè. Quỳnh thân được là mùa tại thế này là được là 14. Đế điều. Cái này giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn em ơi. Số 17. Chiều cao của em nó được là 66. Bán ngang là 32. Quỳnh thân là 13. Cái này cái ghế sắn ốc nha anh em. Tại vì thế này được là 26. Mã số 17 này mình muốn giao lưu với anh em với giá là 800 ngàn anh em ơi, bao ship 200 cây. Tiếp tục mã số 18 anh em ơi. Chiều cao của nó là được là 72. Tán ngang được là 50. Quỳnh thân tại vị trí này được là 13. Quỳnh cũ sát với đầu ghế là được là 17. Có bộ ghế ngộ ngộ anh em ơi. Mã số 18 này giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn anh em ơi. 9 anh em ơi. Cái số 19 nha mấy anh em. Chiều cao của em nói là 90 anh em ơi. Tán ngang là 50 anh em ơi. Cái này tàn điều đặc lắm anh em ơi. Ghế cũng đẹp luôn. Quỳnh thân tại vị trí này là 14. Quỳnh cũ tại vị trí này là 24. Ghế đều đặt luôn. Mã số 19 này giao lưu với anh em với giá là 800 ngàn em ơi. Bao ship 200 cây. Mua cái này về là lặt lá tết chơi ngon lành. Tiếp tục mã số 20 nha anh em. Chiều cao của nó là 80. Tán ngang là được là 46. Quỳnh thân tại vị trí này được là
15 anh em ơi. Cũ nó được là 33, cũng đặt luôn, cũng nở cũ lắm. Cái này giao lưu với anh em với giá là 750.000 em ơi. Mã số 21 anh em ơi, chiều cao của nó là 77, bán ngang là 39. Quanh thân tại chi tiết này là 13. Cái này gửi đều nha anh em. Cái này mình muốn giao lưu với anh em với giá là 600.000 anh em ơi. Mã số 22 là cặp nha anh em. Chiều cao của em nó bình quân được là 60. Rồi quay vòng lên cho anh em coi tham khảo đi này. Quanh thân cây thứ nhất được là 11. Quanh thân cây thứ hai được là 12. Hai cái này mình giao lưu với anh em với giá là 600.000 anh em ơi. Bao ship 200 cây. Vẫn là một cặp nha anh em. 23 nha mấy anh em. Chiều cao của em nó bình quân được là 60. Rồi quay vòng lên nè. Quanh thân cây thứ nhất được là 10. Quanh thân cây thứ hai được là 9. Cặp này mình giao lưu với anh em vẫn là 600.000 nha anh em. Tiếp tục mã số 24 anh em ơi. Chiều cao của em nó là được tụng bình quân được là 50. Quanh thân cây thứ nhất được là 9 anh em ơi. Cây thứ nhất cũ dữ lắm anh em ơi. Cũ được 27. Quanh thân cây thứ hai được là 8. Cũ nó là 32. Hai cái này để VIP cho anh em. Rồi quay lên hàng, quay lên. Cặp này mình giao lưu với anh em với giá là 800.000 anh em ơi. 25 anh em ơi. Chiều cao bình quân của em nó được là 66. Quanh thân cây thứ nhất được là 10. Quanh thân cây thứ hai được là 10 luôn. Cây này nó giống như con thú có cái đuôi anh em ơi. Cặp 25 này mình muốn giao lưu với anh em với giá là 600.000 anh em ơi. Tiếp tục mã số 26 anh em ơi. Chiều cao của em nó được là 59. Quanh thân cây thứ nhất được là 10. Quanh thân cây thứ hai được 10 luôn. Máy dở Thủ Đức nha anh em. Cặp này mình vẫn giao lưu với anh em với giá là 600.000, bao ship 200 cây anh em ơi. Số điện thoại anh em nào muốn xa thì thương lượng ship với mình. Số điện thoại giao lưu của anh em là 0367 798999 nha mấy anh em. 27 nha mấy anh em. Vẫn là một cặp nha anh em. Rồi đó đến này. Chiều cao bình quân của em nó được là 72. Quanh thân thứ nhất, cây thứ nhất được là 11. Quanh thân cây thứ hai được là 10. Hai cây này toàn đều đặt nha anh em. Cặp này mình vẫn giao lưu với anh em với giá là 600.000 anh em ơi. Bao ship 200 cây. 28 anh em ơi. Chiều cao bình quân của em nó được là 67. Quanh thân cây thứ nhất được là 13. Quanh thân cây thứ hai được là 10. Cặp này mình giao lưu với anh em với giá là 550.000 anh em ơi.
tiếp tục mở số 29 anh em ơi. Chiều cao bình quân của em nó được là 72. Huỳnh thân cây thứ nhất được là 13. Huỳnh thân cây thứ hai được là 10. Mấy cây này mới về nữa mình lặt lá chưa kịp, anh em mình giao lưu rồi mình lặt lá rồi mình gửi bưu điện nha anh em. Cặp này mình vẫn giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn anh em ơi. Cây này gãy điệu rồi anh em ơi. Tiếp tục mã số 30 anh em ơi. Chiều cao bình quân của em nó được là 54. Huỳnh thân cây thứ nhất được là 9. Huỳnh thân cây thứ hai được là 10. Hai cây này có cái hoành đế dữ lắm anh em ơi. Để cho đo hoành đế cho anh em tham khảo cũng này coi. 29 một cây. Cây thứ hai được là 24. Cặp này mình giao lưu với anh em với giá là 700 ngàn em ơi. Vẫn là một cặp. Chiều cao bình quân là được là 55. Huỳnh thân cây thứ nhất được là 10. Huỳnh thân cây thứ hai được là 10. Hai này ghế cũng đẹp lắm anh em ơi. Cặp này mình giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn em ơi. Mã số 32. Chiều cao của em nó là tụng bình là được 70. Huỳnh thân cây thứ nhất được là 11. Huỳnh thân cây thứ hai được là 12. Cặp này mình giao lưu với anh em với giá là 550 ngàn em ơi. Bao ship 200 cây. Mã số 33 anh em ơi. Chiều cao bình quân của em nó được là 97. Huỳnh thân cây thứ nhất được là 9. Huỳnh thân cây thứ hai được là 10. Cặp này mình giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn em ơi. Và tiếp theo lên hẹn 34 luôn rồi. Tiếp tục mã số 34 là 3 cây nha anh em. Chiều cao bình quân của em nó được là 66. Huỳnh thân trung bình nó là được là 8 anh em ơi. Ba cái này mình giao lưu với anh em với giá là 600 ngàn em ơi. Tiếp tục mã số 35 nha anh em. Mã số 35 là cứu clip mai dảo của Thủ Đức lo mai nhỏ nha anh em. Mình còn một cây mai tàn hoành lớn, hoành 50 cao cỡ 4 mét. Hồi quay giao lưu với cùng anh em luôn. Ba cây này cao trung bình nhiêu anh? Chiều cao trung bình của nó được là 62. Huỳnh thân trung bình được là 9. Cây này có hai con thú. Ba cây này mình muốn giao lưu với anh em với giá là 700 ngàn em ơi. Bao ship 200 cây. Tiếp tục là mình giao lưu với một cây mai lớn nha anh em. Cây mai tàn. Mà cây này nếu mà ai có muốn về uống cây cổ một thân tốt vẫn được. Chiều cao của nó là được là 4 mét. Tàn ngang rộng cỡ 2 mét rưỡi. Mình có cột vô chút đỉnh rồi. Anh lắc lắc cái cây mềm cho anh em.
Thôi để em cho chút xíu đo này. Này có cái này anh cái gì có mặt cắt cái bự quá này. Cái cây này hồi xưa là nó hai cây lên chung. Rồi ông chủ nhà ông mới cắt lên tới đây. Rồi nó hơi ái tới đây, mình làm vệ sinh sơ sơ rồi mình có trát keo rồi. Mà cái mặt cắt này nói chung là nó còn mạnh khỏe bình thường. Mặt cắt này là nó có hai cái rễ này thôi nha anh em. Còn cái rễ này á, rễ này là của cây này nha anh em. Rễ này là của cây này. Cái mặt cắt này chỉ có hai rễ cây này, nếu anh em nào về muốn tháo ra thì tháo. Không tháo để dày vẫn đẹp. Dưới này nó có rễ nữa nè anh em. Mình bứng về cái mình để luôn chứ mình không có làm rễ kỹ. Bởi ông này ông tầm ngô cái nó xối xối đất cho mình bứng về luôn. Đây nè, đây dưới này còn rễ nè. Còn mặt cắt này chỉ có hai rễ này thôi. Rồi, để đi vòng cho chứ không xem. Phải là một cây mà hai thân. Cái này hai cây hồi đó họ cũng gớt lên nó lớn theo cây này. Ổng muốn chơi một thân một cốt nên cắt cái này. Rồi đi để đi vòng vòng cho anh em xem đế. Cái này bộ đế dữ lắm nha anh em. Điệu đó nha. Đây. Bề ngang của cái đế nó là được 7 phần á. Cái nào cái nó bự bự không? Rồi ra ngoài đây anh ơi. Còn bên thân mình đó. Tại vì tí này là 49 nha anh em. 49. Rồi, đi giáp vòng cho anh em coi luôn. Rồi anh em xem thước nha anh em. Bị cắn rồi anh ơi. Rồi giữ nguyên thước đó nha. Đây. Rồi 49 rồi tháo thước ra. Qua wow, đây cái gì đế quá mình đi. Thoát thân của nó được cành thứ nhất được là 71. Đây chân cành ở đây. Chân cành thứ nhất nó được là 14. Chân cành thứ hai nó được là 13.5. Rồi rồi được rồi anh em ơi. Cây này ông chủ nhà ông nói là trên 50 năm nha anh em. Nó già quá lên nó u nần nè. Đâu đâu. Đây. U nần lộm cộm đây. Cây này theo như lời chủ nhà nói là cái mai này mai 5-7 cánh lớn bông trùm. U nần, nhánh nó mới ra chút xíu nó cũng u đây. Lên trên này nó có đẻ ra hai nhánh. Nếu mình để cây tàn thì để, mà nếu mình không có thì mình cắt cái ngay này ngay đây. Mình làm chân cành mình chơi cây cổ thì đẹp đó anh em, vốt ngọn. Tàn đều luôn. Ủa cắt vô chừng bỏ chừng 3 tấc mình cắt vô hết là mình nuôi năm sau là cây đẹp luôn. Để mình đo cái lấy luôn cái hoành cũ đặt ở chỗ này. Tại vì thế này được là 76 á. Là mình đo luôn cái cây mà cây con nó dính qua luôn nha anh em. Rồi, rồi đo cái bầu qua nữa cho anh em ơi. Đường kính bầu này rồi. Đường kính bầu mình được là 72. Rồi. Còn chỗ này thì được là 80. Nó hơi hột chồi. Rồi cái này nên giao luôn nhiêu thằng ơi? Cái này mình giao lưu với anh em với giá là 16.500.000. Bao ship 200 cây nha anh em. Rồi. Cái này mướn xe tải chở đi rồi chứ gửi bưu điện không được anh em ơi. Rồi anh vô cố clip anh chào khán giả này. Rồi xin chào anh em xem kênh, rồi mong anh em xem kênh xem ủng hộ mình cái clip này nha anh em.